Đừng có làm không, có tiền là được. 1, 2, 3, lên nha. Có tận em thì dưới trên âm đạo. Alo, luôn thông cảm. Nó gọi cho vài anh em trong bảng. Và mọi thứ trở nên không đơn giản. Anh có lỗi vì đã quên không cảm. Anh thật có lỗi quá. Anh có lỗi vì đã quên không cảm. Lỗi bên này. Nhận ra mình đang ở quận Ba Đình. Quay đầu thấy mấy thằng em đứng ngang cầu giấy, sống phải bố mẹ không là bay một đấy. Và nếu muốn dẫn du thì phải đi thêm tàu máy. Nhạc lên là phải căng, lấy đâu ra cả phải chăng? Mà khai ngon là phải chăn, bố mẹ sáng như lại đang. Không có thời gian để dạy oan, một cậu đến anh thì phải ngoan. Đất trong bóng tối như là ninja, sáng dậy biến mất và cải trang. Giờ bị em mới thốt lên là thiên nhã, thế mà tao cứ tưởng ở Đài Loan. Tao chỉ nắm tay thôi, nhưng mà em biết tao là phải bang. Không, anh không, em muốn có anh thì khó lắm. Tại anh chảnh chó lắm. Nhưng mà anh muốn có em thì lại nhanh không. Tay để quanh mông, nhiều nước, hành thông. Là một bài khai này cho anh quân yêu. Vèo cái, nhanh không. Ký tự fan, tên là Đạt. Nhà nó có bơi nghề tên là Lạt. Trên cổ anh, toàn là đá. Đây là gì á, đây là nhà. Check được bạn đi, bao nhiêu số. Mày khoe làm gì, thôi mày cất vào đây. Bên to, rất là phê. Mày mặc xấu vãi, rất nhà quê. Phong cách, phong cách. Ok chưa, ok là mấy cái thằng ngu ấy rất hay là khè bẩn. Chúng nó muốn so thử vào đôi giày của ta. Tao chỉ thở dài như đêm bộ tình. Mày ơi, mấy tưởng lắm, đang đi à. Đôi khi phải bị bạn như là Taliban. Và sợ mấy thằng fan chúng nó đang đi săn. Cảm thấy cô độc đứng trên đỉnh Phan Xipang. Quá là thu vọng lít nhít. Bố mình ngay mày như là chip chip. Bố mình hiểu bọn em mày vào hit hit. Rap là kiểu đéo xuống cái đít đít. Rip rip, rip rip. Tức là ngáo ngáo gọi là chip chip. Gọi thằng bạn nó gà là phít phít. Bọn tao đéo tên nghe luôn gọi là tít tít. Phong cách. Pretty boy. Man, fuck that shit.